Chào tất cả các bạn. Video này tiếp tục hướng dẫn sử dụng MT4 tiếp theo phần trước. Thì lần trước mình có nói tới phần chỗ tràn vô pin 3. Từ khi các bạn tràn thêm pin 3 này, các bạn muốn lưu cái thăm led này lại. Lưu cái thăm led này lại để sao apply hay là cho tất cả các cặp khác tương tự như cái thăm led này. Thì các bạn cứ vào đây. Cơ này ha, save template, save template vào. Các bạn đặt một cái tên nào, ví dụ tên FX hay cái tên gì đó chẳng hạn, một cái tên nào cái hiệu riêng của mình, hay là tên bin 3 đây. Ví dụ cái này nó có kèm theo là bin 3. Để cho mình nhận dạng sau này mình biết đó, bin 3. Tại vì cái template cũ á, template readout này á, là mình có kèm thêm một cái cài đặt sẵn cái template readout cho khung M30 đánh đánh vào readout vào giờ châu Á, thoát khỏi giờ châu Á đến giờ châu Âu và thoát giờ châu Âu đến giờ Mỹ. Ví dụ đây, những vùng này readout xuống này, hoặc là trên này readout lên này, là do chiến thuật này nó còn fail nhiều quá nên là mình để bỏ lỏng đây, mình chưa tìm cách giải quyết để làm sao tăng tỷ lệ thắng lên, để mình để đây, khi nào mình tìm ra được mình sẽ giới thiệu. Còn các bạn cứ đánh theo bin 3 theo cung cầu là trước, theo reaction và cung cầu trước. Thì trong reaction thì nó có cái phần bin 3, thì một số bạn chưa nhận ra thì mình có cái công cụ này, nhưng mà nhìn ngoài quan rồi á thì các bạn sẽ không, trong này nó báo chỉ báo tương đối thôi nha, nó không có, có chính xác, là không phải thấy những mũi tên này là các bạn mua bán đâu, mà tùy thuộc vào một số vấn đề khác, ví dụ như nằm ở vị trí pin 3 này, nằm ở vị trí nào, đỉnh hay đáy, rồi nếu mà nằm lơ lửng thì có ca xác nhận hay không, rồi nếu ngược trend thì có ca xác nhận hay không. Ví dụ như pin 3 này mà các bạn thấy pin 3 này là bạn đánh vội, bạn trade vội thì có thể là dẫn đến thua, nhưng nếu mà có một ca xác nhận này, ca xác nhận tiếp theo là ca giảm thì sẽ hiệu quả hơn. Còn hoặc đây một xu hướng lên cao này ha, mà xuất hiện cây pin cây này, xuất hiện cái cây này tuy là quả pin 3 nhưng thực ra cây này nó nằm ở trên đỉnh, nó nằm trên đỉnh rồi, thì nó là nó trở thành một cây nến, là người hangman, là người treo cổ đó, là đảo chiều á, không phải là xu hướng này để đẩy lên nữa, nên tùy tình huống. Ví dụ như cây nến này nó ngược lại, cái bóng nến này nó ngược lên trên đỉnh đẩy xuống, trên đỉnh đẩy xuống thì nó mới là nó pin 3 đảo chiều đi xuống, đẩy trên đẩy xuống đó. Là trường hợp đó là một cây pin 3. Còn trường hợp này là cây hangman chẳng hạn, nó là một cái nến, tựa một cái nến của người treo cổ đó, nó tựa như thế đó. Thì cây nến người treo cổ này mà nếu mà có cây nến tiếp theo là màu đỏ là xác nhận giảm, thì lúc đó các bạn có thể giao dịch từ vị trí này, trade vị trí này, stop loss trên này, tắt fit trên này, ví dụ vậy đó. Còn một số trường hợp, ví dụ đây, số trường hợp đang vậy, nó cây pin 3 này khá đẹp này, cây pin 3 này khá đẹp, thì các bạn cứ xem xét để mà cây xác nhận tiếp theo, mà cây xác nhận tiếp theo nó là tăng, nên là nó lên tới đây, nhiều bạn thì lên tới đây có tưởng đã stop loss rồi tưởng thua, nên là tâm lý giao dịch nó quan trọng ha. Ở trường hợp đây như vậy, cây pin 3 nằm lơ lửng thế này thì các bạn không được, từ tới đây mà các bạn không nghĩ là nó sẽ đảo chiều mà các bạn bay lên ha. Nên là vì đợi cây tiếp theo, cây xác nhận vẫn là cây giảm luôn, cũng là một pin 3 đẩy xuống luôn, nên là các bạn chú ý chỗ này, nên là chỉ là tính tương đối thôi, nên là cái này mình chỉ đưa cho một số bạn mới để nhìn nhận ra cho quen mắt thôi, chứ không sử dụng cái chỉ báo này để giao dịch ha. Giao dịch như thế nào thì các bạn cứ theo khóa học của Praxion miễn phí của mình, rồi để hiểu thêm gì bằng này. Còn đây chỉ là lý thuyết căn bản để các bạn sử dụng MT4 thôi. Đó. Thì các bạn xem. Riêng rồi mình giới thiệu sơ một số cái nữa. Ví dụ đây các bạn xem, bên này là hiển thị giá, thì đặc biệt vàng thì nó sẽ hiển thị khác, vàng thì người ta hỏi tên gọi khác so với tất cả những cặp ngoại tệ khác, thì vàng họ tính theo giá, họ tính theo giá, không tính theo bip. Ví dụ như 1269 mà nó lên 1270 thì nó lên một giá đó, ví dụ vậy, lên một giá vàng. Thì một giá vàng thì cái tầm 10 bip á, một giá vàng là bằng toàn bằng 10 bip á, 10 bip.
nó tính vậy. Còn mấy chỉ số sau này đó là 0,8 giá, ví dụ vậy. Rồi những cái số này thì các bạn chỉ biết lý thuyết căn bản thì các bạn có thể đọc qua để nhận dạng mấy cái này. Thì giá vàng thì các bạn để ý là giá, nó tính bằng giá. Rồi ví dụ như các bạn mình giả sử mình sẽ giả sử đi ha, mình trade một lệnh xuống để cho mình hướng dẫn xuống một số chức năng luôn. Có nghĩa là ví dụ đây vàng thì chưa tới điểm bán đâu, nhưng mình giả bộ mình bán trực tiếp luôn. Các bạn internet t để mở cái này ra, tài khoản 1.000, stop loss nó tính ra cho mình là đó, stop loss mình tầm khoảng cỡ 12 giá và tính cho mình lot đánh là 0,01 lot. Thì các bạn mở trên đây và các bạn có điều chỉnh cái số lot đây, hiện đang 0,1 rồi. Ví dụ mình ví dụ là đánh một lệnh trực tiếp luôn ngay vị trí này thị trường, thì các bạn clip vào lại sell xuống thì sell nó hiển thị ra này, nó hiển thị ra này, lần đầu tiên mình cài đặt thì hiển thị ra này, sau này có nó thì nó sẽ có thêm. Ví dụ các bạn muốn thêm stop loss các bạn dùng cái phím này ha, đây cái phím này, hoặc là control F đó, để ra cái điểm điểm cho mình stop loss. Và ví dụ stop loss trên này đó, ví dụ stop loss trên này là 12779 chẳng hạn, stop loss đây 89 rồi. Rồi target fit các bạn cũng dùng cái này để ra sau này stop loss target fit đặt chuẩn như thế nào, thì lúc đó mình sẽ theo chiến thuật mình sẽ hướng dẫn. Ví dụ 1218 mình ra để mình tìm số rồi. Rồi còn không là mình cứ dùng đây để mình kéo từ vị trí đặt lên đây, mình đè nút trái mình giữ, mình kéo lên trên này đó, mình đo thì trên này là khoảng cỡ 12-13 giá gì đó. Rồi rồi đấy, nếu mà 1 2 7 7 8 9 gì đó thì khoảng 13 giá đó, khoảng 13 giá. Rồi từ vị trí đó 13 giá thì các bạn kéo xuống đây 13 giá, tỷ lệ 1 2 20 mấy giá chẳng hạn, mà mình đang đánh xuống này luôn, cái điểm này điểm dừng tiếp theo của nó thì mình đang đánh dài là khoảng tới 40 mấy giá lận. Các bạn để ý cái số trong cái dãy số, ba dãy số này thì số đầu tiên đó là số cây nến, 85 cây nến từ đây tới đây là 85 cây nến ngày, 85 cây nến ngày. Và cái số tiếp theo là bốn số tiếp theo này là nó tính là số boy boy đó, tính là số boy bỏ số cuối cùng là 4717 boy thì chia cho 10, tại một boy một 10 boy mới bằng một bip, vì thế các bạn chia cho 10 sẽ ra được 471 bip. 471 bip tiếp tục chia cho 10 sẽ ra là 46 giá đó, tại vì một giá là bằng 10 bip. Nên là cái số bốn số này sẽ là 4622 này thì nó sẽ là 46 giá 22. Còn nếu bip á thì sẽ tính là 462 bip, và nếu poi á thì sẽ tính là 4622 poi. Các bạn để ý với số này ha. Còn cái dãy số thứ ba là dãy số đang để vị trí ngay cái mũi tên này, chữ thập này, thì nó là giá đang giá là 121863. Đó là cách nhận dạng. Bây giờ cách nhận dạng dãy số đó thì lát nữa qua cặp người tệ ngoài tệ mình sẽ hướng dẫn tương tự để nhận dạng luôn. Thì tới vị trí này rồi, nhập hết số xong rồi các bạn bán luôn vị trí này. Để coi một số hai nó báo sai gì đây, 1218 invalid. Có lịch stop loss để nó báo sai gì để mình xem nó qua. Này đúng rồi, 1277 1277.9 target 1218 như này, market mua bán thời điểm hiện tại. Đúng mà sao báo sai ta, được không? Invalid stop loss hoặc là target fit. Mình thử bỏ ra một cái thôi coi. Sao là bỏ sai. Sao là nó bỏ sai chỗ này. Rồi, ví dụ chỗ đó mình kiểm tra lại sao đi. Ví dụ như mình chưa đặt stop loss, đánh một lệnh đây. Mà sẵn mình ví dụ chỗ này luôn. Thì khi mình đánh một lệnh trực tiếp đây thì các bạn muốn đặt stop loss nhanh thì các bạn có thể đè lên để chuột vô cái vị trí đánh này, đè phím trái kéo lên
Đó, các bạn xem bên tay trái, xem bên tay trái ngoài cùng nó sẽ có đây, nó sẽ có số bếp này, 100 đó, 160 bếp, 1606 bon đó, nhưng mà đó rồi thì các bạn thả đang là 10 16 giá đó, thì tới đây có thể các bạn muốn stop loss đây, các bạn kéo tới đây và thả. Rồi cái này có thể mình hiểu rồi. Cái này để mà một số lỗi này nó bị trường hợp này á, thì các bạn vào đây. Tool chọn option. Rồi các bạn check cho đây. Mã offset. Đó. Thì một số lệnh tắt mở lệnh hay xóa lệnh nó báo cái này là các bạn phải làm thao tác này để làm sao nó không báo nữa. Đó, để cho đó, nhớ không? One click check in tại nó không có cho mình thao tác này vì chưa check vào cái này. Các bạn ok đi. Xong rồi các bạn kéo thả. Rồi đó xong. Trường hợp vô lệnh nãy không được là do vấn đề này. Đây là một cái mẹo nhỏ mà nhiều bạn mới chơi cũng không nắm rõ. Rồi các bạn kéo thả xuống đây, tương tự. Rồi tắt fit nằm đây. Rồi các bạn rê chuột lên đây. Đó, nó sẽ hiển thị ra này mình thua, nếu mình thua là 15 giá 74. Và số bip là 157 bip và số point là 1574 point và giá tiền profit mình giá tiền cái loss mình có là nó báo là trừ 15 đô chấm 74. Đó. Rồi các bạn rê chuột đây sẽ hiển thị ra và các bạn rê chuột đây sẽ hiển thị ra cái số lệ mình thắng. Đó, thì nếu mình thắng ở đây mình sẽ là 44.73 giá. Và số bip là 447 bip và spoil là ở đây hình như vàng nó tính luôn số cái hiệu số bip luôn là 4473 bip. Có thể vàng nó tính là số bip luôn chứ không phải là spoil. Nhưng mà theo mình nhớ là ngoại tệ nó tính là spoil. Vàng đây thì nó tính là 4473 bip. Mặc dù nó để chữ bip nhưng bạn để chữ bip nhưng mà qua cặp ngoại tệ nó sẽ có một cái trường hợp là nó sẽ là point. Tuy nó để là bip nhưng nó thực ra là point. Nó không phải là 4473 bip mà nó sẽ là 447 bip. Thì cái này để mình xem lại. Thì vàng thường xuyên là nó khi mình đánh xong nó hiển thị số này luôn, còn ngoài tệ cũng hiển thị số này luôn. Rồi đó là một trường hợp vào lệnh trực tiếp thế này. Rồi bây giờ mình qua một qua bằng cặp ngoại tệ, qua bằng cặp ngoại tệ thì bây giờ mình ví dụ mở một cặp ngoại tệ mới đi. Thôi còn đây có đây EU mới đây thì các bạn chọn vô đây. Rồi các bạn chọn vô đây, các bạn load vào đây, load cái template vừa lưu nãy để cho nó đồng bộ đó. Rồi xong ví dụ vậy, cách làm cho những cặp khác cũng tương tự. Rồi thì tới cặp này các bạn xem. Những cái cặp này nó tính cái chuẩn chung cho tất cả cặp ngoại tệ trừ những cặp có đồng yên ra, thì bốn số sau cùng, số thập phân thứ tư ha, 1 2 3 4, số này là số 1 là số bip này, còn số nhảy liên tục này gọi là spoil này. Số nhảy số cuối cùng á là số thứ năm, thập phân thứ năm á là nhảy liên tục là spoil, còn số kế là số bip. Số bip phần đơn vị ha, số bip phần chục, số bip phần trăm, số bip phần nghìn. Đó, thì thường xuyên là mình đó để các bạn để cái này. Rồi thì cũng tương tự, ví dụ các bạn đo số sau, số bạn đo từ cho đây lên tới đây đó, thì nó tính cũng cột đầu tiên là hai nến, mình kéo bên nào cũng được nha, mình không nhất thiết phải kéo thẳng mà kéo xéo kéo dọc chuyện rồi số bếp giống nhau hết, kéo bên nào số bếp cũng giống nhau, chỉ cần hai đỉnh bằng nhau, kéo hai vị trí hai điểm bằng nhau là được, chỉ khác nhau là số cây nến thôi, thay đổi thôi. Ví dụ kéo lên tới đây thì cái nến nó là 2 và số bip của nó là 49.6 bip và số point nó là 496 point và vị trí giá là 1.10279. Đó, ví dụ vậy. Đó thì vị trí này đó. Thì cũng tương tự như mấy cặp khác, giống đẹp nhau thôi. Riêng cái cặp yên mình test qua một cái cặp yên. Cặp yên thì nó khác, đỉnh tiến là có nghĩa là cặp yên thì nó thập phân thứ hai nó là số bip, thập phân thứ ba tất cả cặp yên ha thì nó là số point.
Rồi cách đo cũng tương tự, đo vị trí này bạn cũng kéo lên trên này để đo, cách đo cũng tương tự. Riêng vàng thì nó đặc biệt tí, các bạn để ý vàng thôi. Vàng thì tính số bit cực kỳ lớn. Rồi. Đó là những điểm. Rồi một số một mình ở vị trí này là mở ra để xem terminal, mở xem lệnh. Xem lệnh như này, ví dụ lệnh đang đánh đây. Thì hiện tại cái này nó không làm, các bạn để thấy tắt fit này, giá này, swap này, profit, nhưng nó không hiển thị phí commission hay là phí gì đó, thì các bạn muốn hiển thị cái đó ra thì các bạn click phải chuột. Không? Các bạn chọn chọn commission này. Nó hiển thị ra để cho biết là đôi khi một số lệnh mình đánh mình ăn mình thua, nhưng mà lại thua nhiều hơn cái số thực tế chỗ này, thì tại do nó trừ thêm một cái commission. Tại mình đánh tài khoản là OCN, tài khoản liên ngân hàng OCN, nên là nó sẽ trừ thêm phí commission. Phí spread thấp thì nó sẽ trừ thêm commission. Còn nếu mà các bạn đánh standard thì phí spread cao thì không có commission. Đó, thì để ý cái này. Để các bạn kêu tại sao là mình đánh ăn nhưng cuối cùng hụt mình một ít đồng. Nếu mà các bạn quấn một lot thì các bạn mất mất 5 đô. Ví dụ vậy, sàn EC quấn một lot thì sẽ mất 7 đô. Đó, thì sàn này phí nó rẻ hơn tí. Đó, ví dụ vậy. Để biết, thì để không biết là rồi ví dụ như trường hợp này, để vị trí này nó khó tắt lệnh quá, các bạn muốn giờ vô một 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 cột đi, thì bạn click phải chuột chọn cái comment này. Đó, thì lúc đó cái comment là để dành cho những ai quấn robot hoặc là copy tín hiệu, nó sẽ có ghi cái nội dung là chiến thuật gì hoặc là nội dung gì đó của robot, nó ghi nó note ra đây. Còn đây thì mình để ra cho dễ tắt, tắt lệnh này nhiều lúc mình tắt nhanh lệnh mà mình bị vướng ra mình khó không có thấy đường, thì mình để ra cho nó dễ thấy. À, đó các bạn xem. Rồi nếu mà các bạn tắt lệnh đây, lần đầu tiên các bạn tắt lệnh cũng vậy, tắt lệnh đây thì nó sẽ ví dụ mình vô mình tắt cái chế độ này ha, tool còn option, mình tắt chế độ này đi. Đó, thì mà tắt lệnh nó sẽ hỏa tiếp, giống như trường hợp nãy nó không cho mình vào lệnh á, mình tắt đây nó hỏa dài. Đó, các bạn thay xem thấy không, hỏa lần nữa, xác nhận lại lần nữa. Còn nếu các bạn mà xác nhận xong rồi á thì nó sẽ close luôn, mình thử lại ha. Đó, để cho an toàn, nhiều lúc mình lỡ tay á mình tắt, nếu mình chết chỗ này lỡ tay mình tắt phát mình xóa lệnh là nó xóa ngay này, nó không hỏi nữa. Đó, đó là cái điểm các bạn để ý. Rồi ví dụ vậy, đó là những thao tác sử dụng căn bản. Rồi bây giờ rồi bây giờ mình sẵn mình nói luôn một số lệnh nữa. Số lệnh luôn, đó nãy nó là lệnh đánh trực tiếp. Còn bây giờ trong còn hai loại lệnh khác là các bạn lệnh đánh chờ, lệnh đánh chờ, hai loại lệnh đánh chờ. Thứ nhất là lệnh chờ limit và lệnh chờ stop. À, lệnh chờ limit là sao? Limit có nghĩa là bạn ví dụ như vị trí này, ngay vị trí hiện tại này bạn chưa muốn bán, mà bạn muốn là bán ở một vị trí giá cao hơn, tốt hơn, thì bạn sử dụng lệnh limit. À, ví dụ vậy, thì limit thì có buy limit và sell limit. Thì trường hợp này bán thì mình dùng sell limit. Thì ví dụ tôi muốn là ở vị trí giá lên trên này tôi mới bán, ví dụ vậy. Thì tôi để cái đường line trên trên vị trí này, tôi click phải chuột, muốn bán nhanh ha, lúc phải chuột lên đây sell limit. Đó, ngay vị trí này, xong rồi vào tab trên này các bạn edit lại, lý phải chuột lên cái đường lệnh này, các bạn modify hoặc là delete order, edit lại. Thì lúc đó cái này không vào lệnh trực tiếp, vì thế các bạn phải edit kiểu này chứ không thể kéo thả nha. Các bạn kéo thả chỉ được khi nào lệnh trực tiếp các bạn mới kéo được stop loss lên trên, kéo stop loss dưới. Còn lệnh chờ thì bạn kéo nó sẽ đi theo luôn á, nó theo vị trí đặt lệnh. Vì thế phải nhập vô đây 1277.9 giống lệnh hồi nãy ha. 1218 hồi nãy bị lỗi là do chưa check vô cái mặc định là một lệnh đánh liền. Các bạn modify lại. Rồi. Đó, để đây một lệnh limit. Đó. À, có nghĩa là bạn dự đoán rằng giá sẽ lên tới trên này nó mới xuống. Đó là các bạn để ý. Còn trong trường hợp thứ hai, một lệnh limit thứ hai là cho trường hợp mua. À, ví dụ như hôm trước mình có lệnh phân tích một lệnh là mua ở 1248 chẳng hạn. Lúc giá nằm trên này. Thì giá nằm trên này. Ví dụ giá nằm chỗ này đi. Mình muốn mua ở 1248. Vị trí này mình không giờ định, mình không mua chỗ này, mua chỗ này là nguy hiểm, tại chỗ này là chưa rõ xu hướng, không nguy hiểm nhận. Mình đang muốn cho nó hồi lại 50% cây bin ba này, 50% cây doji này chẳng hạn, thì mình chờ đây
Bây giờ tôi ví dụ tôi mua 1250 1.17 đi hạn. Tôi đặt con chuột ở đây, phải chuột. Chọn bay limit lên. Một lệnh chờ. Có nghĩa là không muốn mua vị trí này mà ta chờ giảm sâu hơn nữa, giá tốt hơn rồi ta mới mua đi lên. Rồi, cũng tương tự, lít phải chuột lên đây để chọn sửa stop loss ha. Rồi ví dụ đặt stop loss hôm nay ra chuột ở đây. 1238.68. Rồi, tắt fix các bạn thì đặt hôm nay chẳng hạn. Cản mới của nó đây, 1308. Rồi các bạn modify lại. Rồi sẽ đặt ra các bạn ra chuột ra để kiểm tra. Rồi, nếu lệnh này mình thua sẽ thua là 11 giá. Đó, thì bây giờ mình chỉ tập trung giá thôi. Mình có thể số bip số point này mình cũng cũng quên mất rồi, mình không nhớ chính xác. Thì nó là 11.78 giá đi, gần 2 giá gì đó. Rồi. Ở này là 57 giá. 57 giá thì cứ một giá là tại do mình đánh 0,1 thì một giá là 1 đô ha. Một giá là 1 đô. Rồi bên kia thua là nếu thua thắng là 57 đô, một giá là 1 đô thì nó tính là tương tự thôi. 57.54 giá thì thành 57.54 đô. Một giá là 1 đô. 0,01 một giá là 1 đô hả? 0,1 một giá là 10 đô. Và win loss là một giá một lot thì là một giá sẽ là 100 đô. Các bạn để ý ha, cẩn thận. Vàng này 0,01 là một cứ chỉ cần đi một giá là 10 pip á. Là 1 đô. Mà 0,1 lot là 0,1. Thì một giá là 10 đô và một lot thì một giá tới 100 đô lận. Các bạn cẩn thận, không quản lý tốt thì đánh một lot lỡ lầm nhầm phát đánh một lot phát là cháy tài khoản ngay. Vì thế cẩn thận. Rồi, thì nãy qua lại cái trường hợp nào qua lại cũng nói về ngoại tệ, mình cũng đánh thử một cặp ngoại tệ luôn. Ví dụ vị trí này mình muốn đánh trực tiếp luôn. HT đánh ví dụ từ chỗ này vị trí này, quản lý vốn thế nào sau này mình nói sao. Ví dụ chỗ này. Ví dụ là 1.000 đô thì 50 pip thì các bạn có thể đánh 0,02. Tại vì 0,02 50 pip thì các bạn thua được. Tại vì ngoại tệ thì nó là 0,01. Thì 1 pip là 0,1 đô. À, 10 pip là 1 đô. Và 50 pip là 5 đô. Vì thế là các bạn có thể đánh 0,02 để chi? 0,02 50 pip là 10 đô. Đó là quản lý vốn là 1%. Thì mình chữa sửa lại 0.02. Mình sell xuống vị trí này ha. Sau đó các bạn sell sell trực tiếp thì các bạn có thể kéo stop loss trên này 50 pip. Rồi 45 này, các bạn xem giá này, cột bên ngoài cùng tay trái nó có cái hiệu này, số ID của cái lệnh này và cái hiệu SL stop loss này là điểm dừng lỗ á. Và các bạn chỉnh lên 50 pip. Đó. Không cần chính xác cũng được các bạn, chỉ dạng đó 50 pip thì đó, cứ 50 pip là khoảng 10 đô đó và 6 pawn nữa này là tính 10 0.12 đô. Rồi, tương tự các bạn kéo phía xuống đây. Ví dụ vậy, đó. Các bạn thấy chỗ này các bạn thấy. Rồi. Pip thì đây nó cái số ngoại tệ thì nó ký hiệu là 506 thì 506 point và nó chia cho 10 thành là 50.6 pip. Đó. Và số tiền thua cái lệnh này sẽ là 10.12 đô, tại vì đây á là các bạn nhớ ha, ngoại tệ á, là 0.01 lot thì một pip đó. Một pip sẽ là 0,1 đô, nó bằng 1 phần 10 của vàng thôi. Thì nếu các bạn đánh 0,1 lot thì một pip sẽ là 1 đô và các bạn quấn một lot thì một pip sẽ là 10 đô. Mình đang đánh 0,01 thì là một pip chỉ là 0,1 đô thôi. 0,1 đô thì hiện tại mình đang đánh là 0,02 này. Mình đang đánh 0,02 thì 50 pip nhân cho 50. 0,02 nhân cho 50 ra là 10 đô đó. Đó. Thì các bạn cái này các bạn có thể xem lại lý thuyết để hiểu sơ sơ về cách tính, còn đây mình ví dụ để cách nhận dạng những cái chỉ số thua thắng ở đây giá này thôi. Các bạn có muốn dời stop loss thì các bạn dời stop loss hay là thay đổi stop loss, ví dụ giá nó đi xuống đại xa rồi. Các bạn muốn dời stop loss để lại điểm về vốn để thả cho lệnh trôi cho tới tắt fit luôn thì các bạn chỉ việc kéo đè này, kéo kéo tự do ha, hoặc là muốn dời stop loss thì kéo. Mình khuyên đừng nên dời stop loss lên trên ha, càng kéo là càng thua.
phân tích sai thì mình cứ để nhà mình chấp nhận thua rồi mình đợi cơ hội khác, cơ hội khác thôi. Ví dụ vậy thì các bạn nếu nếu rời rồi các bạn dẫn đây, còn không có để đây. Chỗ này mình đánh là tại sao? Mình đánh trước rồi. Đó, này là mô hình tiếp diễn. Đó, rồi mình đã đợi một lệnh hồi test gì đây, mình đã bắn xuống rồi, mình bắn trước hôm qua rồi. Đó, tới vị trí đây mình test lại cho bạn, các bạn ví dụ xem thôi. Khả năng thì trên khung lớn thì EU sẽ còn đi. Đó, các bạn xem qua khung lớn các bạn xem. Đó, thì khả năng là em nó sẽ còn đi về đây. Và mạnh nhất nữa là sẽ đi về đây. Và vị trí này là vị trí đã test lại lần rồi, thì vị trí tiếp theo có thể là phá, có nghĩa là nó phá được vị trí này thì EU sẽ đi rất xa, đi xuống rất xa. Các bạn xem lại ha, cái đó là chiến thuật mà nó sao, mình xin ví dụ vậy thôi, sẵn mình nói vậy cho các bạn xem thôi. Thì tới vị trí này là khả năng sẽ bị dừng lại rồi. Đó là những cái ví dụ về nhận dạng bíp lót đánh này kia. Thì ok, tới đây mình cũng kết thúc phần hai ở đây. Phần tiếp sau, phần sau, những phần sau thì mình sẽ giới thiệu một số chức năng mới cho các MT4 này để giúp cho các bạn có những kỹ năng trong giao dịch. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở video lần sau.